Chúc em yêu tuổi mới vui vẻ. Ước cho tôi sớm thoát khỏi anh. Làm ơn giải thoát cho tôi đi. Đừng có níu kéo tôi nữa. Đừng có đeo bám tôi nữa. Gì vậy? Anh Sơn ở đây. Anh làm gì vậy? Anh đâu có làm gì đâu. Ủa em không nhớ ngày hôm qua em làm gì anh hả? Ông á, em thấy ai cũng giống ai hết. Em đi làm mà ghen tùm lum hết, chán không sếp? Cãi lộn với người yêu rồi đúng không? Em chả đem cãi. Thôi, say lắm rồi. Nhà ở đâu để anh đưa em về nè. Đi. Em tự về được. Sao được? Em tự về được sếp. Sao được? Đó, thấy chưa? Đó, để anh đưa em về. Ông với em mình uống nữa đi sếp. Anh cũng say lắm rồi. Em còn uống được em, nữa mà. Để đưa về. Tại vì tôi say quá. Anh là trai chưa vợ, em gái chưa chồng mà. Chúng ta đâu làm gì sai đâu. Hơn nữa anh cũng để ý em từ lâu lắm rồi. Nhưng mà không ngờ tối em lại chủ động như vậy. Tôi có nhớ gì hết trơn á. Chắc tôi say quá. Những lời nói khi say á là những lời nói thật lòng. Hôm hồi chia em nó nói là em chán cuộc sống hiện tại mà. Thì tại sao phải gò bó, giam mình vô chỗ đó làm gì? Có nhiều điều tốt đẹp hơn mà. Giống như anh vậy đó. Không chỉ anh để ý em mà anh còn thương em rất là lâu rồi. Chi bằng em bỏ tên kia đi. Tối ngày làm em buồn, sao khổ như vậy. Theo anh sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn. Anh sẽ giải thoát em một cô bé lọ lem ở xóm trọ. Em thấy sao? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Làm cái gì gọi điện không nghe máy, nguyên một đêm không về phòng luôn trời. Không biết có sao không nữa. Em, nguyên đêm qua em đi đâu mà anh gọi không nghe máy gì hết vậy? Em đi sinh nhật bạn, quá chán nên ngủ lại nhà của nó. Điện thoại hết pin rồi. Rồi sao em không báo anh hay? Anh đâu có phải là ba của em đâu mà làm cái gì cũng phải báo cáo. Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Tại vì anh thương em, anh sợ em đi công tác lâu ngày á bị người ta lợi dụng thôi. Chứ thật sự anh không có. Nói nhiều quá. Ra đi tắm coi. Tặng em nè. Dạ. Sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn anh. Nhớ là buổi tiệc tối hôm nay nha. Anh sẽ qua đón em đó. Dạ. Em vô nha. Happy birthday em. Mừng sinh nhật em. Chúc em yêu tuổi mới vui vẻ và luôn hạnh phúc nha. Em ước đi làm thỏi.
ước cho tôi sớm thoát khỏi anh. Anh có thấy bây giờ anh hèn lắm không? Nhìn anh đáng thương dữ lắm luôn á. Sao mà cứ giả ngu hoài vậy? Tôi không có thể nào mà tiếp tục ở trong một cái căn phòng trọ chật hẹp như vậy được. Nóng bức khó chịu dữ lắm. Rồi thêm anh nữa, không có làm được cái gì ra trò hết á. Làm ơn giải thoát cho tôi đi, đừng có níu kéo tôi nữa. Anh biết bây giờ á, anh chưa có làm ra tiền, anh chưa có mang lại cuộc sống như em mong muốn. Nhưng mà thật lòng anh á, anh thương em nhiều lắm. Anh không thể nào mà anh sống thiếu em được. Em có thể nào cho anh cơ hội vài năm nữa được không em? Trong vài năm nữa anh nhất định anh sẽ kiếm thiệt là nhiều tiền để cho anh sung sướng nha. Đừng có bỏ anh nha em. Vài năm nữa là mấy năm? Chính xác là mấy năm? Tôi quen anh 5 năm nay rồi. Từ lúc mà anh không có cái gì cho tới bây giờ anh nợ ngập đầu luôn. Anh cho tôi được cái gì chưa? Sinh nhật hả? Sinh nhật cho cái bánh kem vậy thôi hả? Nhìn ta nè. Nè, bằng một góc nào không? Làm ơn đừng có đeo bám tôi nữa. Buông tha cho tôi đi. Bỏ anh. Đừng có đụng cho tôi. Anh ơi, anh năn nỉ em đó anh ơi. Hết. Thank you.